Rồi Vũ xin chào bà con cô bác trên màn ảnh nhỏ. Hôm nay có cặp bánh khu chợ 2 nè. Riêng cái like này là giá rẻ bất ngờ, bà con có mua có tranh thủ mua. Đây là cái má đùm ghim của khu 2. Má đùm ghim của khu chợ 2 theo xe là bán là 300.000. Chỉ có cái like này mới được gì nha. Còn cặp bánh của khu 2 này nó lẫm lưng bậc đạn, tụi em làm lại luôn. Làm tambo lại rất là cứng, bao cứng hơn lầm lưng bạc đạn, bao cứng hơn lúc cũ. Bên đây cũng đóng luôn à, bao cứng hơn lúc cũ. Rồi cái bánh sau có phu 2, bánh riêng, cầm riêng theo xe có lủng không? Coi bánh trước luôn đi. Bánh sau có phu 2 nè, không có lủng nè. Mè hai chỗ rồi. Bánh trước mè phải không? Đó. Rồi bánh sau cầm ghim luôn, mã là KU đó. Rồi sao KU trùng mã dành trước sau, KU trùng mã nè, đâu trùng rồi, trùng rồi, cầm trước đẹp, cái đùm trước đẹp luôn này, vô phu 2 phu neo mã dành trước bị lủng, mà dành bị mè lủng nhỏ. Cái má xiên, cái má sao làm sao bán 300 nè, nhìn cái má sao này bán 300.000 nè, phu 2 nè, chạy 800 đường nè. 70 hành. Cái bánh sau này bán cho bà con là dành không lủng, cầm ghim theo xe, lẫm luôn mặt đạn, tụi em đóng lại bán cái bánh sau là 300. Dành không lủng. Xem ngư xe bánh sau câu. Ừ. 600. Cái bánh trước dành lủng, cầm đẹp, cầm ghim, dành ghim theo xe, dành bị lủng mè. Báo gõ chính xác nè, lũng mè nè. Đó, cầm ghim theo xe, cầm còn đẹp. Mã cao chứ sao trùng mã, cái đầm đẹp dữ lắm. Cái đầm này là ok con dê luôn nè. Đầm này đẹp dữ lắm. Rồi cái bánh trước bán cho bà con là 400. Vậy là 3 là 6, 6, 4 là 10 đó. Còn nguyên trọng bộ nó là vậy là 1 triệu đó. Mua về trọng bộ rồi cứ lên xe xài luôn cũng được. Gắn phu 2. Mà không gắn phu 2 thì mua bánh trước này gắn phu neo. Mua lẻ bán lẻ. Cho lẻ không. Bánh sau này gắn phu 2 má nhỏ nha. Nhưng má lớn phu neo vô được luôn. Có cái má đầm phu neo, chả lấy giùm má đầm phu neo. Úp thử. Rồi, vô khuôn luôn. Vô đâu mà vô. Đó, không được. Rồi, cái bánh xe có cái đầm của phu neo là gắn phu 2 không được nè. Rồi, chỉ gắn phu 2 thôi. Rồi, cho qua đi, cho qua. Đưa đầu phu 2 khắc lên nè. Phu 2 giá rẻ bất ngờ. Hôm nay sẽ show hand hết chân cho bà con. Rồi, cái này là phục trước phu chờ 2 đời 2004. Này. Hàng lái tơ phục trước phu 2. Nước sơn ghim còn sáng. Cây này còn nhúng mềm. Cây này bị xì. Rồi, nè nước sơn ghim mà bị xì, em bán cái cặp phục trước phu 2 này rẻ nhanh tay bà con ơi. Xì phút nè, hàng này còn êm, nước sơn ghim đẹp 450. Giá quá êm. Cái này là dây cốc công tơ đềm của phu chợ 2 nè, 150 ghim theo xe nè. 400 gử, này 100 gử. Cục IC có phu chợ 2, Synergen luôn. Theo xe 400 ngàn. Nó là Synergen luôn nè, phu 2 máy Thái mà Synergen nè, 400 ngàn nè. Bốn chui, IC lưu bình, rồi cho qua. Này này này, phu 2 luôn hả vậy? Phu neo bé. Ủa, bà chạy. À cái combo heo dầu này có phu chờ 2. À, hôm bữa em thấy cái cầm này trời cầm trên lô à. Cầm trên lô chủ yếu bán cầm dưới cầm dưới ghim nè, cầm dưới với cái dây là bán cho bà con là sẽ tháo cái cầm này ra. Tháo cầm lô này ra nha. Bán cầm dây 2004 nè, tháng 9 2004 nè. Dây ghim. Dây thì cái vỏ này có gắt không sao đâu, vỏ gắt này xài bình thường, bên trong cái quan trọng cái ruột, cái bát này xanh lè luôn. Rồi heo dầu dưới gắn chu phu trò neo được bình thường, heo dưới đẹp quá trời luôn nè, heo dưới đẹp lắm nè. Rồi dây và heo dưới 500. Rồi em sẽ tháo dây trên ra nha, tháo heo trên lô à.
Đang kết cái bộ kia. Nè, nhìn 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 ảnh luôn nha Hiếu. 500 rồi cho qua. Ổ khóa lô nè, cho mày luôn nè. Cho không làm gì. Ổ khóa future 2 lô. Cái này nó mua của future neo, nó gắn vô nè ông ơi, bởi như nó hỏi chằng quạt nè. Future neo mà future neo lô nữa. Ô. Rồi cái cần thắng của future 2 màu, cái màu gì màu màu này cũng là xanh đen ha. Xanh đen cái màu nó cũng quyền bí quá ha. Cần thắng future 2 màu nòng súng nè. À, nhưng mà cái nú nó hơi mòn. Cái thằng thì ảnh đẹp lắm mà nú hơi mòn, bán cần thắng này cho bà con là 180.000 giá rẻ bất cả. Rồi mấy công tắc của future 2 nè. Đó, công tắc chỉ cần gạt le future 2 đây. Mua thay vô series nha. Bỏ công tắc cần gạt le của phu 2 ai bị hư đó, mua thay vô cái này không có đâu, 300.000 nha. 300.000 đầu riêng không có đâu, mới không bao giờ bằng đầu riêng nha. Bỏ công tắc có cần gạt le đâu, cần gạt le trên, cần gạt le dưới. Đó, 5 công tắc cần gạt le. Nhưng mấy con ốc bắt có cần gạt le luôn, lấy bật lần lại. Rồi ghi mật vô đi phu 2, ghi mật vô sau này lẫn lộn. 300.000 đi vô. Cộng dây điện này có phu trợ 2. Dây điện phu trợ 2 có cái kích đài luôn, kích đài nó gãy một cửa nè. Kích đài Gin Thái Lan luôn, gãy một cửa còn xài được bình thường, gãy một cửa bên đây. Đó, kích đài Gin. Rồi cộng dây điện này có phu trợ 2. Cái này cắt nối cọc bình nè, cọc bình cắt nối cọc bình, cầu chì còn. Cọc bình cắt nối. Dây điện này cũng còn êm, cộng dây ngoài êm lắm. Rồi bán cho bà con là 100.000 thôi nha. Giờ xài luôn cũng còn xài được, nói chung là chỉ bị lỗi chỗ cọc bình này, mình quấn ở chỗ cọc bình này lại thôi. 100.000 mà có cục kích đề luôn, kích đề bị gãy bên quá trời em mày. Rồi kích đề này thông thường 350, giá này là giá sale rồi. Rồi cái đầu đèn pha của phu chờ 2 rồi gãy ra cái đèn bán năm mũ đi, nó gãy hai bên nè, nó dùi cái lô dít này luôn nè, bỏ đây bán năm mũ đi khỏi đi. Kiến lô chọi cũng năm mày luôn này chứ. Trước rồi còn hết đâu 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 kia trong thùng đó này nè. Còn trước khu 1 hai lẻ tư ai biết bán rồi giờ đi. Rồi tiếp theo thì phu 2 hôm bữa gã ra còn ế nè, sẽ bán sale giá cho bà con luôn là bi chính nồi. Bi chính nồi là đủ đồ, cái này là rồi bán chung bộ nồi à, cái này bán chung bộ nồi à. Hôm bữa khâu là để chung là chung bộ nồi. Gươm còn dày mo luôn, đó. Cái này bán chung bộ nồi. Giới thiệu bộ nồi của phu chợ 2 cho bà con là bộ nồi chạy. Bộ nồi phu chợ 2, bộ nồi cọp luôn. Tháng 9, ngày 9 tháng 11 2004, bộ nồi cọp bao giọt bao đâm cho bà con luôn. Mua phu chờ 2 gắn tất cả dòng phu chờ 2 gắn phu chờ neo, lấy nhớt đổ vô thêm này nha. Dạng ôm luôn nè, chuông có sọc hay hơi mà chuông còn dày dữ thằng luôn nè. Dày sọc hay hơi à, đầu ghim nó chạy gì quen chiều rồi. Nhông là không hú luôn á. Bố dày nè, bố quá trời bố luôn dày nè. Bố ghim dày mo luôn, khó tìm được bộ rin giống vậy đó. Thì em sẽ bán chung với này hết trơn luôn là 2 triệu nha. Bi chính nồi, bộ nồi đầy đủ, chuồng heo à. Chạy bao giọt bao hú luôn. Rồi lấy nhớt đổ vô luôn, nồi nhớt vàng còn đẹp lắm nè. Thì lấy nhớt đây, mà bừng xuống đây chứ đổ vô. Đó, nguyên bộ nồi phụ trợ 2 cọp 2 triệu. Chút đổ vô đi rồi chắc là. Ngoài này đổ nhớt vô. Báo số phu chờ 2 còn lên tốt bình thường đây. Nè không có mẻ miếng nào luôn nha. Lắng phu 2, phu neo, neo kim GT đó 100.000. Báo số phu 2 ghi sổ gì đó. Rồi cốc số cốc đạp lòi xo con chó cần lừa cái này bán xả luôn nè. Nhanh tay chỉ duy nhất cái like hôm nay. Mà chắc cần hơi sao đổ nhớt không lấy nhớt. Chắc liền. Đổ vô trong luôn á. Đổ vô ba càng luôn. Cốc số cốc đạp lòi xo con chó cần lừa này bán rẻ rồi cho bà con ha. Bà con mua hôm nay chỉ 100.000 thôi, mới chát luôn này nè. Cho hết luôn đi. Trời ơi đây nè. Cái cây này thôi đủ tiền rồi.
Cái này hết đủ tiền rồi, nó lò xo con chó lời mất 100.000 rồi cho hết luôn. Rồi sen cam thằng lằn phu chà hai đây còn xài tốt bình thường riêng nè, bán 100.000 luôn đó, ghi vô sen cam thằng lằn phu 200.000, báo số 100.000, công suất cũng đạt 100.000, quá rẻ. Qua lăng lửa điện phu 2, đổ ra đây đi đây nè, chọn gói qua lăng lửa điện nhông đề lớn nhông đề nhỏ, nguyên chọn gói của nó đó, còn xài tốt bình thường không có hư hại. Cho cái xe này là xe rin mới gã lần đầu, hàng rin có bông sao nè. Nó thì cái này lấy nồi lao chờ lao đây, lấy nồi lao cũ lao sạch để đổ nhất mới vô. Cái này bán cho bà con là 400.000 thôi, qua lăng lửa điện nhông đề lớn nhông đề nhỏ phụ hai 300.000 thôi, 300 luôn đi, chọn gọi luôn, quá rẻ luôn. Cái like hôm nay rồi phụ hai còn gì nữa không? Rồi tiếp theo video là em sẽ bán xả cái xe Alpha, xe Alpha lốc trắng chữ ngang đời 2005, bán xả luôn. Bà con mua được like này thì mua ủng hộ dùm, bán rẻ lắm, dữ lắm luôn nha. Rồi cho bọc mới đây, bọc cũ quá hạn sử dụng, bỏ luôn cái bọc luôn đi. Cái bộ nồi này nè, qua gồm bi muỗng chín nồi đầy đủ chân, khâu bi muỗng chín nồi đó. Bộ nồi này hôm bữa thì bộ nồi gin còn xài tốt bình thường, nhưng mà chạy lâu lâu nó bị tuột nồi. Bà con muốn làm lại về chúng ta tuột nồi là dễ thôi, là thứ nhất là bố ba càng nhà bố lá bố sắt đây nè, nên nó bị cháy đen cái này nè, thay bố lá bố sắt này nè. Còn mấy cái này là đen đen không gì hết, mà bố lá bố sắt này nó đen đen, chúng ta phải thay. Này cái độ hao mòn của nó nhiêu đây nè. Bộ nồi này bán rẻ cho anh em thợ luôn đi, nồi còn green chưa chạm đây nè, bố anh LK còn dày luôn mà chạy giọt lắm, mà lâu lâu nó bị tuột. Thay bố ba càng này với thay bố lá bố sắt rồi là chạy thôi. Bộ nồi green theo xe, bố LK dày mo luôn nè. Ghim theo xe, xe này xe nhà mà, xe một lần xe đỏ đó, xe đỏ cậu nào mà xe tùng xin đó, còn chạy bình thường. Nè đậu vô, đậu chất vô rồi, chồi để đậu nhất ủ đi, bán cái bộ nồi này rẻ luôn ha, bán mà vừa thanh lý luôn á, tức là nguyên chọn gói như này một nhất luôn nè, bi chính nồi nè, bán có 500.000 à, em thanh lý luôn á. Rồi cái dên nè, cái dên là bao kêu bao gõ, dên đẹp. Xe này hôm bán chân ai còn có nhiêu đây không đó, bà con về xài luôn, không cần phải mà ép bật đạn nha, mà con đừng nghe lời thợ mà ép bật đạn, nó không chịu, tôi không chịu ép bật đạn để ghim luôn, tại vì bật đạn ghim nó xài hoài nó không hư, mà bật đạn mới vô đưa vô thì cứng thiệt, nhưng mà chạy vài bữa quay ngang cái ổng bị xào, ổng không bằng bật đạn ghim. Rồi cái dên này là dên 7 màu luôn nè, cái đầu này cũng 7 màu luôn nè, không có bị khuyết nha, bật đạn dên cũng ok luôn, dên Alpha nó không có bị hư. Đừng có nghe người ta ép dên chị chứ. Cái dên này là em bán 600.000, hôm nay cái like này em sell là 500.000 cho bà con chốt like này luôn ha, hết luôn ha. Rồi cho hết đồ á, còn xíu đồ nữa, rồi có gì truyền lên đi. Báo số Alpha này không mẻ luôn nè, chúng ta sẽ gắn được tất cả dòng Alpha, báo số gin nè. Rồi báo số dây còn mềm luôn nè, báo số Alpha dây mềm, báo số này 100.000. Cái coi xăng của Alpha nè, coi xăng 100.000 lấy tư, coi xăng với cái bát sắt con vàng nè, 100.000. Nhớ tha đều chân đổ gì chạy còn gì hết ba ga xô. Ghim với ba ga này có ghim 125, nó 100.000, ba ga ghim của ghim 125, 100.000, rồi đâu có đâu. Béo gì ba? Béo ngốc là bò. Đèn dữ rồi. Bốn ốc đầu bò ghim không giấu luôn. Đó, bán cho bà, bốn ốc đầu bò bốn cái lồng đền bán cho bà con 100.000 thôi. Xe Alpha nè. Máy ghim không giấu luôn nè, 100.000 thôi, bán thanh lý hết luôn rồi.
giờ nãy rồi nè. Rồi sẽ mới về gốc cà tre quay game 125 với cam đùm đèn game 125 trùng mã. Trùng mã 2 triệu. Cam đùm đèn. Trùng mã 2 triệu. 2 triệu một cặp. Thì gốc cà tre game 125 là chiều gửi một bộ, à, hai bộ đời 2024 đẹp keng luôn. Khỏi suy nghĩ về mấy bộ này luôn. Vô quanh pha được, vô 110 thái được luôn. Đó. Vô 1199 thì muốn xài ông chỉ thì phải dùi cái lỗ này nó to lên một chút xíu là xài ông chỉ. Còn đời 2000 là xài luôn. Vô anh pha nhỏ cũng vậy, phải dùi cái lỗ lên rồi gắn ghim 105 từ đời thấp đến đời cao được hết nha. Rồi ở đây cam đùm đèn có ghim 125 mới về ba cặp nè, trùng mã hết trơn. Nó giống như qua 110 thái này, Siam Gucci. Siam Gucci 1.20 EOS, phía trước là S phong. Đây là Siam Gucci 1.40 FOW, FOS. Cái này trùng mã trước S sau W là có găng qua 110 thái vậy đó, chứ chân găng ngoài sau lú chân răng nữa nè. Đó, găng 110 thái ngoài trước không lú. Rồi bên đây cũng vậy, bên đây cái mã anh LT trùng mã. Bên đây thì rồi cam đùm đèn này không có má đùm nha, giờ mua hai cái má đùm nhỏ gắn vô xài nha. Đây là mã IS trùng mã. ITS. Đây là ITW. Mã trùng mã. Mới 99% nha bà con ha. Hàng gái xe từ hết ra nha. Từ trong hết ra luôn cam gin. Gin còn dạng không? Rồi cho qua đây. Rồi xin chào bà con cô bác nha.